Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công an về phòng chống dịch bệnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị địa phương đã báo cáo tình hình có liên quan về quản lý xuất nhập cảnh, cách ly tập trung và đề xuất một số biện pháp cần tăng cường chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được coi trọng, không được chủ quan. Trong khi một số nước trong khu vực diễn biến dịch bệnh phức tạp, công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý cư trú còn sơ hở. Yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình tại biên giới, cửa khẩu và từng địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, phối hợp các ngành kiểm tra, quản lý chặt chẽ các điểm cách ly tập trung, không chủ quan sơ hở tiếp tục thực hiện tiêm vaccine cho các lực lượng đúng chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, gắn chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự với phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bầu cử và kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tuần qua, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo xây dựng thông tư thay thế thông tư số 22 ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Bộ Công an quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong công tác nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình hiện nay. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo 8 đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo công an 14 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại hội thảo. Qua gần 13 năm triển khai thực hiện thông tư 22, công tác nắm giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đạt được những kết quả tích cực nội dung hình thức biện pháp công tác nắm giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ có nhiều đổi mới tuy nhiên việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an các cấp và chính sách cán bộ có thay đổi đã tác động đến tư tưởng một bộ phận cán bộ chiến sĩ trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới các đại biểu thống nhất việc nghiên cứu bổ sung sửa đổi thông tư hiện nay là hết sức cần thiết và thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sát với thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo thông tư mới. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý với thông tư mới cần xác định đối tượng áp dụng là cả lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, quan tâm đến biện pháp quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ, phải tăng cường đối thoại, Việc nắm tư tưởng phải có nguồn thông tin và trên cơ sở thẩm định tính xác thực của tin để có các giải pháp phù hợp. Đặc biệt phải xác định rõ trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với mục tiêu đến ngày 1 tháng 7 hoàn thành chỉ tiêu hơn 1,2 triệu căn cứ công dân theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung tối đa cho chiến dịch cấp căn cứ công dân với tinh thần khẩn trương quyết liệt. Đến thời điểm này, các địa phương miền núi đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao, ghi nhận công tác cấp căn cứ công dân tại huyện miền núi Đông Giang. Tại xã Cà Giang, huyện Đông Giang, thời tiết nắng nóng oi bức của những ngày đầu hè không làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết của cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Giang trong quá trình làm thủ tục cấp căn cứ công dân cho người dân. Mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ chia làm 3 ca làm việc liên tục từ 5 giờ sáng đến 0 giờ khuya để phục vụ nhân dân xã Cà Giang với đặc thù phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố dân cư không đều nên điều kiện đi lại rất khó khăn. Hơn nữa, người dân đi làm rẫy xa nên thường không tập trung theo đúng khung giờ quy định để làm căn cứ công dân. Do đó, việc huy động người dân đến làm căn cứ công dân rất khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng công an huyện Đông Giang đã đến tận các thôn nóc của đồng bào và phục vụ bà con với tinh thần, còn người dân đến, còn cán bộ phục vụ là đối với lực lượng công an rất chi là nhật tình, hướng dẫn rất chi là chú đáo để bà con được làm một cách nhanh nhất là xác định cái khâu là tuyên truyền là một trong những vấn đề hết sức quan trọng đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số là chúng tôi là lồng ghép cái cả tiếng người địa phương tiếng dân tộc thiểu số từ đó chuyển đổi nhận thức cho người dân đặc biệt là thuận lợi nhất là của chúng ta bây giờ lực lượng công an chính quy đã triển khai là huy động hầu như người dân đều chấp hành và thực hiện rất là tốt. Với tinh thần về nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Giang đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực từng phút từng giờ, giúp cho người dân hoàn thành mọi thủ tục cấp căn cước công dân. Bản thân cũng là người đồng bào Ca Tu nên là cảm thấy tiện hơn trong cái việc giải thích cho bà con về những cái thông tin, những cái sai sót mình cần chỉnh sửa. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt để nhanh tiến độ cấp căn cứ công dân, đến nay, các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cứ công dân. Đối với các huyện miền núi, mặc dù dân cư không nhiều như các địa phương đồng bằng, nhưng địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều, nhất là khu vực biên giới. Trong khi đó, tập quán, ngôn ngữ đồng bào cũng gây nhiều khó khăn cho công tác cấp căn cứ công dân. Tuy nhiên, công an các địa phương miền núi đã huy động tối đa lực lượng tranh thủ tuyên truyền vận động người dân cũng như tích cực đến từng thôn, nóc, thậm chí đến từng nhà dân, tranh thủ thời gian ban đêm để cấp căn cứ công dân cho đồng bào. Ngay sau các địa phương miền núi hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cứ công dân, các máy móc phục vụ cấp căn cứ công dân sẽ được trân dụng, hỗ trợ các địa phương có đông dân cư, nhằm đảm bảo theo yêu cầu chỉ tiêu đặt ra. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực trật tự xã hội. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Quảng Nam cho biết vừa truy quét đẩy đuổi hơn 100 người khai thác vàng trái phép ra khỏi mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tâm Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành kiểm tra truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại các khu vực thuộc mỏ vàng Bồng Miêu. Vào thời điểm truy quét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có hơn 90 người đang khai thác, xây, ngâm ủ quặng trái phép tại khu vực này. Tại hiện trường có 31 hồ ngâm ủ, 16 máy nổ, 13 cối xay đá cùng nhiều công cụ thô sơ khác. Tổ công tác đã phá hủy các dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng, đồng thời đẩy đuổi số người này ra khỏi khu vực khai thác trái phép. Hiện phòng cảnh sát môi trường tiếp tục mời các đối tượng liên quan đến làm việc, đấu tranh làm rõ các chủ khai thác vàng trái phép để củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế Châu Văn Ánh, 46 tuổi, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong xảy ra vào tối ngày 9 tháng 4. Trước đó tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 92C 18325 do Châu Văn Ánh, sinh năm 1975, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc điều khiển theo hướng Đại An đi xã Đại Cường với xe máy do chị Phan Thị Bích Liên, sinh năm 1972, trú Đại An, huyện Đại Lộc điều khiển theo hướng ngược lại. Sau đó, xe ô tô va chạm với một xe ô tô tải và tiếp tục va chạm với ba xe máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ, bốn người bị thương. Theo điều tra của lực lượng công an xác định, tài xế xe đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn, sau 5 giờ mới trình diện. Thưa các đồng chí và các bạn, Nhằm tăng cường hơn nữa ý thức của người dân trong chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác theo dõi giám sát, phát hiện xử lý các vi phạm tham gia giao thông của người dân, công an tỉnh Quảng Nam đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình giao thông ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, tập trung ở quốc lộ, các ngã tư, các điểm đen về tai nạn giao thông và dự kiến sẽ triển khai phạt nguội trước lễ 30 tháng 4 năm nay. Hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông được triển khai lắp đặt trên toàn địa bàn tỉnh, tập trung tại các nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố Tam Kỳ, hoạt động xuyên suốt 24 trên 24 giờ trong ngày. Hệ thống tập trung ghi nhận các hành vi cũng là những lỗi vi phạm hay mắc phải khi tham gia giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, vi phạm làng đường, phần đường, dừng đổ không đúng nơi quy định. Đây là hệ thống camera giám sát rất hiện đại, có thể xoay 360 độ, độ phân giải cực cao, sử dụng các phần mềm tự động hóa, mã hóa các lỗi vi phạm của tất cả phương tiện tham gia giao thông dưới cả hai hình thức là ảnh và video. Sau khi phát hiện lỗi vi phạm của các phương tiện, hệ thống sẽ tự động nhận diện, truyền mọi thông tin về trung tâm giám sát để xử lý. Trên cơ sở đó giúp lực lượng cảnh sát giao thông xác định đúng người, phương tiện lỗi vi phạm để tiến hành phạt nguội theo quy định của pháp luật. À, việc giám sát diễn ra mọi lúc mọi nơi và qua việc này sẽ em, hạn chế được cái việc là người tham gia giao thông là chấp hành theo kiểu đối phó khi thấy lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. À dự kiến à, việc triển khai thực hiện sự phạt qua hệ thống giám sát thế chúng tôi sẽ thực hiện trước dịp lễ 30 tháng 4. Việc triển khai áp dụng biện pháp phạt nguội sẽ hỗ trợ tích cực cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị cực kỳ quan trọng. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng công an Quảng Nam. Chính vì vậy, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội an ninh an toàn trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử. Ghi nhận công tác triển khai đảm bảo an ninh trật tự của công an huyện Núi Thành, Quảng Nam. Là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội của tỉnh, để tạo thế chủ động trước mọi tình huống, lực lượng công an huyện Núi Thành đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Hộp bàn triển khai cụ thể kế hoạch đến từng đội công tác, công an 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Lãnh đạo công huyện Nữ Thành đã tập trung triển khai ngay một số nội dung cơ bản, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng, không để các đối tượng xấu, đối tượng địch, tuyên truyền, chống phá đảng nhà nước, phá họ của bầu cử, đồng thời tăng cường tấn công, trắng ốp mạnh các loại tội phạm, kết hợp chặt chẽ với công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện quản lý thu hầu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để cho cái cuộc bầu cử diễn ra một cách an toàn bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo tiêu chuẩn các ứng cử viên phục vụ cho các lần hiệp thương trước thời gian diễn ra bầu cử xác định là nội dung trọng tâm cần được tập trung tiến hành lực lượng an ninh công an huyện nắm chắc danh sách về thành phần cơ cấu số lượng nhân sự ứng cử từ ứng cử để chủ động phương án ra soát, kịp thời tham mưu xét duyệt nhân sự, ra soát nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp khiếu kiện, đình công lãng công, tập trung đông người liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, tôn giáo, các dự án kinh tế, không để hình thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự. Phát huy vai trò của lực lượng công an xã chính quy, công an các xã trên địa bàn huyện núi thành cũng đã cùng với các đội nghiệp vụ triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tổ chức bầu cử ở địa phương tập trung vào công tác quản lý lưu trú, nắm hộ, nắm người, kiểm tra khu vực bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu. Khi mà các điểm bầu cử đã được triển khai niêm yết danh sách, thì chúng tôi sẽ tăng cường và các cử cán bộ chiến sĩ, đội dân phòng của các thôn và cái lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo là các điểm bầu cử được canh gác và được thường trực là 24 đến 24 để đảm bảo cái vấn đề mà chống các đối tượng mà có những hành vi mà để làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, tin rằng lực lượng công an huyện núi Thành cùng với lực lượng công an toàn tỉnh sẽ đảm bảo cho một mùa bầu cử diễn ra an ninh an toàn, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện chính trị quan trọng này. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình tuần này của chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. thank <laughs> you